chốn vui chơi của sao Việt trong tháng 5. Vợ chồng Hồ Ngọc Hà đưa con sang châu Âu du lịch, Huyền My đi Anh, còn Tăng Thanh Hà đến Singapore gặp bạn. Tăng Thanh Hà sang Singapore hội ngộ những người bạn thân. Dù chỉ lưu lại ngắn ngày, nàng Ngọc Nữ vẫn lên lịch trình khám phá một số nhà hàng trong rừng cây trên đồi Dempsey Hill. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đưa hai con Leon và Lisa đi cùng trong chuyến công tác châu Âu. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, cả nhà ghé một số thành phố ở Thụy Sĩ như Neuchâtel và thăm bảo tàng ở Dôn. Á hậu Huyền My sang Anh du lịch đầu hè. Người đẹp Hà Nội check-in nhiều điểm đến nổi tiếng ở xứ sở sương mù như Old Trafford, Stonehenge, thành phố Bath, Oxford. Ninh Dương Lan Ngọc đưa vợ chồng anh trai và các cháu tới tham quan công viên Koala Park ở Australia nhân dịp cả gia đình sang thăm. Hương Giang Idol hóa nàng thơ trên phố Paris và Monaco. Người đẹp tham quan một số địa điểm nổi tiếng như sông Sen, tháp Eiffel. Trương Quỳnh Anh có chuyến du lịch Hội An giữa tháng 5, đi dạo đêm trong khu phố cổ. Diễn viên Khả Ngân du lịch thành phố Mumbai, Ấn Độ, check-in trước biểu tượng Gateway of India Mumbai nổi tiếng. Hennie tận hưởng không khí mát mẻ đầu hè ở hai thành phố Nhật Bản là Osaka và Kyoto. Nàng hậu thưởng thức tách trà matcha, tham quan triển lãm. Cũng đang có mặt ở Nhật Bản, Phương Ly check-in khu phố Shibuya sôi động về đêm. Hoa hậu Lương Thùy Linh có hai kỳ nghỉ ở biển trong tháng này. Giữa tháng, cô nàng đến Phú Quốc, sau đó một tuần lại check-in ở resort đắt đỏ nhất nhì Việt Nam ở Ninh Thuận. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.